Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, các mặt hàng nông sản giao dịch trên sàn Chicago hồi phục mạnh mẽ hôm qua sau khi giảm mạnh hai phiên trước đó. Đặc biệt, ngô tăng 4,24% lên mức hơn 4 triệu đồng một tấn, nguyên nhân đến từ hoạt động chốt lời của giới đầu tư trước kỳ nghỉ lễ độc lập của Mỹ. Còn tại Việt Nam, thì kim ngạch nhập khẩu ngô trong nửa đầu tháng 6 đạt 40,3 triệu đô la Mỹ, giảm tới 54,5% so với tháng 5 và hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, thì kim ngạch nhập khẩu lúa mì và đậu tương giảm. Tuy nhiên, tính lũy kế từ đầu năm thì nhập khẩu các mặt hàng này đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.